Trí tuệ kém minh mẫn là một trong những căn bệnh thường gặp nhất ở người già, khiến cho những ngày tháng cuối đời của họ trở nên hết sức khó khăn. Tuy nhiên, công nghệ thực tế ảo ở Anh đã cho thấy những kết quả tích cực trong việc gợi nhớ lại những kỷ niệm khó quên trong quá khứ của những người cao tuổi. Trải nghiệm thực tế ảo mang tên Wayback, tạm dịch là đường về, vừa được giới thiệu để hỗ trợ những người cao tuổi mắc chứng trí tuệ sa sút. Theo thống kê, tại Vương quốc Anh có đến 850.000 người đang phải chung sống với căn bệnh này và con số này sẽ gia tăng đến 1 triệu vào năm 2025. Cha của Dan Cole, người thiết kế trải nghiệm này, đã mắc phải căn bệnh đó về cuối đời và ông không muốn điều này lặp lại với bất cứ ai khác. Đó là một chứng bệnh oan nghiệt và còn rất nhiều người trên thế giới cần sự trợ giúp để vượt qua ảnh hưởng tồi tệ của nó. Với số tiền quyên góp lên tới 35.000 bảng Anh từ những nhà hảo tâm, các nhà sáng chế đã tái hiện lại lễ đăng quang của nữ hoàng Elizabeth II vào ngày 2 tháng 6 năm 1953. Đây là cảnh tượng gắn liền với trí nhớ của hàng triệu người Anh sống trong thời kỳ đó. Những bệnh nhân đầu tiên thử trải nghiệm này đã cho thấy dấu hiệu nhớ lại được rất nhiều chi tiết về ngày hôm đó. Thật đáng kinh ngạc, họ nhớ ra được rất nhiều điều, từ việc ngồi với chị em, mặc cái váy nào, họ ăn gì, cảm giác như thế nào, nhìn thấy họ hạnh phúc như vậy là một điều tuyệt vời. Thành công của trải nghiệm này cho thấy một tương lai tươi sáng hơn trong công cuộc phục hồi trí nhớ của những người cao tuổi. Trong tương lai, những nhà sáng chế hy vọng họ có thể tái hiện thêm nhiều sự kiện lịch sử khác như chiến thắng của Anh tại World Cup năm 1966 và mở rộng chúng ra nhiều quốc gia trên thế giới.